Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, có ai đó đã nói rằng tuổi trẻ như một cơn mưa rào, cho dù bị cảm vẫn muốn quay về để được tắm mưa thêm một lần nữa. Và đúng như vậy, tuổi trẻ vĩnh viễn vẫn là những ký ức đẹp nhất của một đời người. Tuổi trẻ chính là những năm tháng sôi nổi, thăng trầm nhất với những ước mơ, hoài bão, những khát vọng và đam mê. Và trên nền tảng những chất liệu sôi động và đầy màu sắc, chúng tôi xây dựng chương trình Tôi Trẻ. Mỗi tháng 2 lần, chương trình lên sóng trở thành người bạn đồng hành, chia sẻ với tất cả các bạn những câu chuyện hay, thú vị và những thông điệp ý nghĩa và trẻ trung nhất. Các bạn thân mến, chương trình này là của các bạn, những câu chuyện cũng chính là từ các bạn. Vậy nên hãy gửi cho chúng tôi những câu chuyện của mình. Chúng tôi luôn lắng nghe và muốn đồng hành cùng các bạn. Đỗ Hằng xin chào các bạn. Các bạn đang xem chương trình Tôi Trẻ số đầu tiên được phát trên sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị. Các bạn thân mến, âm nhạc luôn giữ một vai trò quan trọng trong cuộc sống của mỗi người. Đối với người trẻ thì nó còn quan trọng và giàu cảm hứng hơn. Mời các bạn hãy cùng chúng tôi đến với những hình ảnh sau đây. Hội thi tìm kiếm tài năng không phải là sân chơi năng khiếu duy nhất mà đoàn trường trung học phổ thông thị xã Quảng Trị tổ chức cho học sinh của mình. Hàng năm, bên cạnh việc học tốt, dạy tốt, ban giám hiệu nhà trường còn rất chú trọng đến đời sống tinh thần, hoạt động văn hóa nghệ thuật lành mạnh khác dành cho các bạn học sinh. Một cảm nhận khá rõ ràng khi được giao lưu tiếp cận với các bạn trẻ đang sống dưới mái nhà chung cấp 3 thị xã Quảng Trị. Ngoài sự đoàn kết hồn nhiên thì các bạn còn khá tự tin và thân thiện. Có lẽ đó cũng chỉ là một thành quả không nhỏ của những hoạt động năng khiếu ngoài giờ như thế này. Câu lạc bộ năng khiếu của trường hiện tại bao gồm hơn 60 thành viên, chia làm 3 nhóm chính: nhóm vẽ, nhóm nhảy và nhóm nhạc cụ. Trong đó nhóm nhạc cụ là nơi quy tụ nhiều người nhất. Và cũng do đặc thù của mình nên đây cũng là nơi có nhiều hoạt động sôi nổi, thú vị nhất. Quý vị và các bạn, thật là may mắn khi hôm nay Hằng lại có cơ hội được gặp các bạn trong câu lạc bộ năng khiếu của trường trung học phổ thông thị xã Quảng Trị. Và nãy giờ thì Hằng đã được nghe rất là nhiều bài hát hay và Hằng cảm thấy như yêu đời và trẻ trung hơn rất là nhiều. Và nhân đây thì cũng xin được giới thiệu đến quý vị và các bạn, ngồi cạnh Hằng lúc này đó chính là thầy Đinh Công Nhật, bí thư đoàn trường trung học phổ thông thị xã Quảng Trị. Vâng, thầy cũng chính là người bạn thân luôn quan tâm cũng như là ủng hộ theo sát từng bước đi của các bạn. Và sau đây xin được phép trò chuyện cùng với thầy ạ. Vâng, xin được chào thầy ạ. Thưa thầy, câu lạc bộ năng khiếu của trường trung học phổ thông thị xã Quảng Trị thì do đoàn trường tổ chức hay là do các bạn tự thành lập nên ạ? Vâng, theo cái nhu cầu của tuổi trẻ và cũng đây là một trong những cái nhiệm vụ trọng tâm của công tác đoàn, thì đoàn trường đã thành lập câu lạc bộ kỹ năng đoàn trường trong những năm qua. Và khi câu lạc bộ kỹ năng được ra đời thì đây là cái môi trường, là nơi quy tụ và thu hút nhiều bạn trẻ tham gia. Và khi câu lạc bộ hoạt động, nó đã tạo ra một cái hiệu ứng và một sự lan tỏa rất lớn trong tuổi trẻ toàn trường. Vậy thưa thầy, đam mê năng khiếu thì có ảnh hưởng đến nhiều cái việc học tập của các bạn hay không ạ? Tôi nghĩ rằng các em khi tham gia vào câu lạc bộ này thì nó sẽ giúp cho các em có cơ hội giao lưu, học hỏi và chia sẻ những cái tài năng, những cái sở trường của các em. Nên giúp cho các em có cái điều kiện để rồi là tự tin để sau này bước qua cuộc sống. Và đồng thời giúp cho các em giải tỏa được những cái căng thẳng sau mỗi giờ học và các em có một cái hứng thú hơn trong học tập, thì nó giúp nó rất là hiệu quả cho cái việc học của các em. Vâng thưa thầy, với những cái ý nghĩa đó thì về phía đoàn trường có những cái giải pháp cụ thể như thế nào để giúp cho câu lạc bộ của chúng ta hoạt động một cách hiệu quả hay không ạ? Vâng, khi câu lạc bộ được ra mắt và để đi vào hoạt động thì chúng tôi đã thành lập cái ban chủ nhiệm cũng như là trong ban chấp hành đoàn trường luôn luôn có sự theo dõi, nắm bắt, để rồi là những em nào mà tích cực thì mình có cái biểu dương khen người, còn những em nào mà đi chơi theo dạng phong trào thì chúng tôi sẽ uốn nắn và để rồi là kịp thời điều chỉnh để rồi cho các em không có cái vấn đề là lợi dụng vào cái câu lạc bộ để rồi ảnh hưởng đến việc học. Vâng, xin được cảm ơn những cái chia sẻ vừa rồi của thầy ạ. Vâng thưa quý vị và các bạn, và tiếp theo thì Hằng xin được phép trò chuyện cùng với một vài bạn trong câu lạc bộ năng khiếu của chúng ta. Em tên là Thân, hiện tại em đang học lớp 11A10 trường trung học phổ thông thị xã Quảng Trị. Và bộ môn em đang theo đuổi đó chính là bộ môn sáo.
Về thế này em có thể chia sẻ cho mọi người được biết là tại sao em lại lựa chọn cái nhạc cụ dân tộc này, mà khi mà những cái nhạc cụ dân tộc hiện đại đang còn lên ngôi, về đây là do sở thích hay là do cái duyên mà em lại đến với cái loại nhạc cụ này? Đối với em thì múa sáo trúc là có một cái gì đó là hấp dẫn, và cái giai điệu của nó là khiến cho tâm hồn ta cảm thấy thoải mái hơn sau mỗi giờ học căng thẳng. Bởi vì em luôn là đam mê bộ môn này hơn các bộ môn khác. Về ngoài những cái phút giây thăng hoa trong âm nhạc ra thì khi chơi sáo còn giúp cho em rèn luyện sức khỏe hay là những cái đức tính gì khác không? Đối với sáo trúc thì sẽ giúp cho chúng ta được có một hơi dài hơn, cũng như là về bên sức khỏe, và có thể là giúp cho chúng ta là ổn định được tinh thần và trong học tập chúng ta cảm thấy thoải mái hơn. Xin chào bạn, trước tiên thì bạn có thể giới thiệu tên mình cho tất cả mọi người được biết không? Em là chị, em tên là Đức và hiện tại đang học lớp 11 A3 của trường Trung học phổ thông tại Quảng Trị, và em đang theo đuổi ở bộ môn guitar. Vậy thì em có thể giao một cái đoàn nhạc mà em yêu thích để xem như một cái món quà tặng dành tặng cho tất cả mọi người được không? Dạ được. Mời em. Em sẽ để một đoàn trong ba nhạc kỷ của mẹ. Nhạc kỷ của mẹ. Tuyệt vời phải không? Vậy thì tiếp theo em có thể chia sẻ là em học đàn guitar này lâu chưa và em tự học hay là do ai dạy? Dạ, môn guitar này là em tự học và guitar đến nhưng rất ngẫu nhiên, và dần dần thì em đi theo một tập để môn guitar này. Vậy thì đến với câu lạc bộ năng khiếu của trường thì em đã nhận được điều gì khi mà mình tham gia vào câu lạc bộ đó? Khi tham gia câu lạc bộ guitar của trường thì em đã có thêm được nhiều bạn cùng chơi, tạo cảm hứng trong âm nhạc và guitar để mình cùng phát triển hơn và giải trí. Vậy thì khi mà chúng ta học guitar thì theo em cái điều gì là khó nhất? Dạ, theo học guitar là sự đau, khi tập là sẽ gây đau tay và sẽ gây dễ nản cho mỗi người mới tập. Mình phải có sự đam mê và kiên trì mới có thể học được môn này. Về ngay lúc này đây thì em có thể chỉ cho chị vài đường cơ bản để chị có thể đỉnh một cái đoàn nhạc được không? Dạ, em sẽ chỉ đỉnh theo nốt. Đây là hợp ấm. Hợp ấm đó là hợp ấm chi nhất? Dạ, đô trưởng. Đô trưởng. Rồi, từ 3, 2, rồi. Chị thử nào. Ngọn nhện sẽ bỏ vô cả từ ba của đây, bạn này bỏ, bạn này bỏ đây, bạn này bỏ đây. Vâng, thưa quý vị và các bạn, dù rất là thích chơi guitar, tuy nhiên là vì Hằng vừa mới được tập trong một cái thời gian ngắn nên là không thể đến một cái đoàn nhạc để gửi đến tất cả quý vị và các bạn được. Tuy nhiên sau khi mà được học đàn trong một cái thời gian ngắn như vậy thì Hằng đã rút ra được một cái kinh nghiệm, đó là ngoài những cái kiến thức mà chúng ta đã được học ra thì cái kiên nhẫn cũng như là năng khiếu sẽ giúp cho các bạn học được đàn cũng như là đỉnh tốt đàn hơn ạ. Xin được cảm ơn những cái chia sẻ vừa rồi của thầy cũng như là của các bạn, rất là ý nghĩa và thú vị ạ.